nhìn cái lũng không? Sâu. Cái vết tuyết sâu ghê không? Có thấy không, gió hôm qua lớn đến nỗi mà cái cây ngọc cây đèn này còn ngã nghiêng nè. Thấy nhìn cảnh tuyết đẹp ha, lâu lắm rồi đó. New York đầu năm tháng giêng, nếu các bạn có xem video mình thì sẽ thấy có một trận tuyết nhưng mà rất nhỏ thôi. Qua để kiếm đường ra, cái này cái máy đẩy tuyết nè, các bạn thấy không, máy này còn... May I walk by, please? Thank you. Sau con tuyết hả, đường phố đi lại rất là khó khăn luôn. Tại vì có những chỗ họ không có xúc tuyết ở chỗ lối đi á. Thành ra đi giống như đi vô trong bãi sình vậy đó. Bây giờ có những nhà thì họ xúc tuyết sạch sẽ dễ đi, có những nhà họ không có xúc. Thấy không, đống tuyết như đống sình đó, các bạn thấy không? Và đi đứng rất là khó khăn luôn. Chào các bạn đã đến với kênh Be New York ha. Các bạn nhìn sau phía sau lưng mình là cả một vùng trời tuyết trắng xóa. Sau một đêm phong ba bão tuyết ngày hôm qua, từ trưa ngày hôm qua 3 giờ tuyết bắt đầu xuống lai rai, tới tối là gió thổi rất là mạnh luôn. Và đây là trận tuyết đầu mùa của cuối năm, của năm 2020 ha. Và mình rất mong muốn, hy vọng ngày Giáng sinh sẽ có một cái Giáng sinh trắng như vậy. Mình ở đây 30 năm nhưng chưa bao giờ gặp hết. Hy vọng lần này không biết có hay không. Và mình sẽ cùng các bạn đi xem cái công viên này đẹp như thế nào, với vải tuyết trắng xóa như vậy, không một bóng người luôn. Và mình rất thích vào công viên để quay. Tại vì ở đây các bạn đã thấy không, nguyên một vùng trời tuyết trắng xóa.
và không có bao nhiêu dấu chân hết. Và mình ở đây được vài năm rồi thì mình rất thích mỗi khi, ít nhất trước mắt là đây là lần thứ hai mình tới công viên quay cảnh tuyết ha. Lần thứ nhất là đầu năm nay tháng giêng cũng có một trận tuyết nhưng mà rất nhỏ. Đây là trận tuyết đầu mùa lớn nhất mà gọi là phong ba bão tuyết á. Với số lượng tuyết tuy so với những năm trước đó không là gì hết á, đây chỉ mới có 2,5 tấc à. Thì nhưng mà cũng làm cho mình cũng cảm thấy thích lắm rồi. Các bạn thấy nguyên một vùng trắng xóa. Để mình đi xung quanh xem cho các bạn nha. Còn đi ngoài đường á, tuyết giống như là đi dưới sình vậy đó. Tuyết lúc mới xuống á, thì đẹp lắm. Nhưng mà sau khi tuyết rồi có người dẫm lên thì nó trở lên rất dơ, như sình á. Rất là vắng luôn ha các bạn. Giờ này là giờ mình ăn trưa, thành ra mình tranh thủ ra đây quay một chút xíu. Vẫn hiện tại vẫn còn đang làm việc ở nhà nên mới có thể đi quay như vậy. Còn mà nếu các bạn ra ngoài thành phố á, thì không có thể xem được những cảnh tuyết như vậy đâu. Tại vì ngoài thành phố có xe cộ nhiều, người đi nhiều, thành ra thành phố nhà nước phải xúc tuyết thường xuyên luôn. Bạn ít có thể thấy những chỗ mà có tuyết dày như vậy. Cũng có lác đác vài người ra công viên chơi thôi. Để mình coi có người làm cái snowman này các bạn. Đẹp quá. Tiếc là không ai quay cho mình hết. Đây là snowman. Dễ thương ha, nhưng mà bị không thiếu cái nón. À, để mình. Các bạn thấy không? Những dấu vết chân dài, không phải trên cát mà trên tuyết. À, phải có nhiều người ra đây chơi tuyết vui á. Mà mình không có ai đi theo hết. Được cái là trời không có gió nha, nhưng ngày hôm qua là không có cách nào quay. Gió thổi rất là mạnh luôn. Đây là những dấu chân mình đã đi qua nè các bạn thấy không? Từ xa xa. Rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Cái cảm giác thật là êm đềm. May là không có gió nên không có lạnh lắm. Có gió thì không có thể ra ngoài này lâu lắm đâu. Cây thông ngoài này không bị tuyết phủ tại vì ở ngoài giữa đồng giữa sân trống á, có gió thổi nó rớt hết rồi. Wow. Tuyết ở đây lún cũng sâu lắm.
Wow, chỗ này còn sâu nữa. Mệt quá. Giờ mình đi ra phía ngoài cho dễ đi. Nhưng mà ra phía ngoài thì đường xá rất là dơ luôn. Chắc ráng đi thêm một khúc nữa nha. Chỗ này thì ít tuyết hơn. Đằng kia tuyết quá trời luôn. Video mình quay tới đây xin được tạm dừng nha các bạn. Đây là cái cảnh tuyết cuối năm của năm 2020. Và không biết Giáng sinh sắp tới, còn một tuần lễ nữa, có tuyết rơi không? Mình cũng rất mong có một cái Giáng sinh trắng, tiếng Anh gọi là White Christmas. Vì mình ở đây lâu rồi nhưng mà cũng chưa từng gặp. Và hy vọng rằng các bạn sẽ thích cái video này và cho mình một cái like, cái share như là món quà Giáng sinh tặng mình vậy đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một mùa lễ Giáng sinh thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye, hẹn gặp các bạn trong cái video sau nha. Bye bye.